Ừ, chào giám đốc. Đây, kính thưa bà con, đây là cán bộ xóm, đây là trưởng bản của tôi. Đây là trưởng bản. Anh em đưa cái dây đây. Anh lấy cho một cái dây cước. Địt mẹ ao này, đây gọi là thánh bắt rắn. Đây. Mẹ mày đúng chuyện lạ vãi lồn. Đây là thánh bắt rắn này. Đấy, bà con nhìn chưa, mặt thánh mặt rắn đấy. Thì phải đừng quay biển số lên mạng đi. Mẹ. Con này giờ bố bảo không đập nữa. Mẹ đầu tiên chui lên đây, trần lên, sợ chưa? Tay bé hả? Mẹ tay thò. Ở đây, đưa que đây, đưa que đây. Que gì? Que gì nào? Mày nhìn nó không? Tối này một loạt thằng mất tiền ngu. Rồi. Chưa để rỡ này. Buộc vào đầu chưa? Buộc vào đầu chưa? Anh em tối đi con mẹ mày vãi đái. Anh em bây giờ nhảy nhá, em tháo âm số ra rồi nhưng mà bây giờ anh em ở dưới đỡ nó chưa? Buộc vào chưa? Được chưa? Ra đi, thằng mai đồ thằng bắt thằng đi.
anh bỏ trên sợ gì đấy.